Chi này, anh biết là em vẫn còn buồn chuyện cũ, em đừng làm như vậy nữa. Làm thế nào ạ? Anh nói gì em không hiểu. Anh nghĩ là em hiểu mà. Bà thì bị lẫn, bố mẹ thì cũng có tuổi rồi, đừng để mọi người phải suy nghĩ thêm nữa. Em càng làm to chuyện, bố mẹ sẽ càng đau lòng hơn thôi. Hình như anh đang không phải chỉ nghĩ cho bố mẹ. Nếu mà anh không nghĩ cho bố mẹ thì em nghĩ là anh để cho em tự tung tự tác như thế à? Tất cả những việc em sai khiến, giật dây người khác để làm ảnh hưởng đến bố Nam, anh đều có bằng chứng cả. Em là vợ của Huy, cũng là em gái của anh. Chúng ta đều là người trong một nhà cả. Đừng để mọi người phải suy nghĩ thêm nữa. Anh nói thế, nhưng anh có nghĩ thế đâu. Thì này, anh biết tất cả những mối quan hệ làm ăn của em với bên Nam Anh và một số nhà thầu khác. Có câu, muốn người khác không biết thì đừng có làm. Sự thật như thế nào, sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra thôi. Tất cả những việc em sai khiến, giật dây người khác để làm ảnh hưởng đến bố Nam, anh đều có bằng chứng cả. Bất hạnh của cuộc đời con người thường là do chính người đó gây ra đấy. Làm gì mà mặt xị ra đấy? Này, chị Sâm gửi đồ ăn cho em này. Em không ăn đâu. Hôm nay lợn lại chê cáo à? Anh ơi, anh nói với bố cho em đi với. Em chuẩn bị đồ xong hết rồi. Anh là chồng em, em phải để anh lo cho em chứ. Nhưng mà... Long đây à con? Ủa? Bố, con cũng muốn đi. Bố đã bảo là không được rồi mà. Đấy, cứ phụng phịu từ nãy đến giờ rồi bố. Thế hay là đằng nào cũng tiện đường, bố cho con về cùng, con muốn thắp hương cho mẹ với cả bác Nhàn. Xong rồi con dọn dẹp nhà cửa cho bố luôn. Bố nhá. Ừ. Sao thế ạ? Nhà bố bán rồi con ạ. Sao bố lại bán nhà ạ? Để lấy tiền lo cho bố chú Chiến. Nhưng mà không sao, bố vẫn còn một khoản gửi tiết kiệm. Bố tính sau này mua một mảnh đất nho nhỏ, xây một căn nhà nho nhỏ, rồi bố con mình về sau cũng được, nhá. Sao những chuyện như này bố không nói cho con biết sớm hơn? Thôi đi Long. Ở nhà ngoan, anh đi nhá. Ngoan đấy nhá.